Jean Paul Gaultier Scandal phiên bản gốc. Thì sau khi mình làm video top 5 mùi hương dành cho thu đông cho các chị em phụ nữ, thì có chai nước hoa Jean Paul Gaultier Soul Scandal là phiên bản mới ra mắt, là phiên bản flanker của chai nước hoa này. Thì có rất nhiều bạn hỏi mình rằng là anh ơi, nên sử dụng phiên bản nào, anh có thể review cái phiên bản gốc này không? Thì ngày hôm nay mình sẽ đưa ra những cái cảm nhận khách quan nhất của mình về cái phiên bản gốc này, xem là chúng ta nên lựa chọn mùi hương nào vào những cái dịp nào cho phù hợp. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Trước khi vào review cái phiên bản gốc này thì mình phải nói rõ quan điểm của mình, đó là mình thích cái phiên bản Soul Scandal kia hơn là cái phiên bản này. Nhưng mà mình sẽ vẫn nói những cái điểm mạnh, điểm yếu một cách khách quan nhất để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn. Thì đầu tiên đó là về phần thiết kế, thì nó vẫn là cái thiết kế rất là quen thuộc thôi, rất là giống nhau. Đó là cái đầu tiên là hình đôi chân dài, miên man và trồng cây chuối trồng ngược lên rời. Còn cái phần thân chai thì cái phiên bản gốc này thân chai nó có phần thấp hơn và nó phình to ngang hơn so với phiên bản Soul Scandal mà mình đã review. Thì các bạn có thể xem cái video ở trên này. Và về cái phần giá cả của phiên bản gốc này thì nó cũng chênh nhau so với phiên bản Soul Scandal kia một chút, khi mà tầm 2 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu chai nước hoa 100ml này. Chai này 100ml hay là 90ml nhỉ? Chai này là 80ml bạn ạ. 80ml. Về cái phần mùi hương thì ngay khi các bạn xịt cái mùi hương của phiên bản gốc ấy ra thì các bạn thấy rằng một cái mùi hương khá là nịnh mũi, và so với cái bản Soul Scandal thì nó có phần nhẹ nhàng hơn. Đó là một cái điều mà mình khá là bất ngờ. Tại vì khi mà xịt cái phiên bản Soul Scandal kia ra thì các bạn nhận thấy một cái mùi hoa fruity rất là rõ rệt, nó rõ nét ngay từ ban đầu, chứ nó không như em này. Em này khi các bạn xịt ra thì các bạn cảm thấy là một cái mùi ngọt nhưng mà nó có một chút hơi đắng. Giống như kiểu là các bạn tách những cái vỏ cam, những cái quả cam và quýt ra, nó bắn cái nước ra ấy, thì cái nước này nó hơi đắng. Nhưng mà cái vị đắng ở đây nó sẽ rất là nhanh chóng qua đi, và các bạn thấy là một cái tông ngọt và có một chút gì đó hơi hoa hoa. Cái vai của hoa, cái hiệu ứng của hoa trắng nó sẽ xuất hiện. Thì ban đầu cho đến cái lúc mà cái vai hoa trắng cùng với ngọt ấy nó kết hợp với nhau thì nó rất là dễ ngửi ban đầu. Và càng về sau thì các bạn thấy rằng mùi ngọt nó càng rõ, nó như kiểu là những cái kẹo ngọt ấy, nó cái kẹo ngọt chứ nó không theo cái hơi hướng làm như Soul Scandal, đó là mùi hoa quả, mùi quả và hoa ngọt, hai cái là hoàn toàn khác nhau. Đây là theo hướng đồ ăn, còn kia là theo hướng kiểu hoa quả, kiểu đây là gu măng, còn đây là kiểu on Soul Scandal là kiểu fruity. Hai cái nó khác nhau, và càng về sau thì cái mùi hương của Soul Scandal này nó rất là ngọt và nó có phần gọi là hơi gắt, hơi khó chịu. Mình chỉ thích cái nốt top nốt mở đầu và ở cái khoảng bay tầm ở giữa khoảng tầm 2-3 tiếng đầu thì nó rất là ok, nhưng mà càng về sau thì cái vai ngọt đây nó càng khó chịu. Thì trong cái video mình mời bạn Hoàng Hiệp ấy, thì bạn Hiệp cũng rất là thích cái mùi hương của Scandal bản gốc này, nhưng mà về sau khi mà dry down anh em mình ngồi gửi với nhau thì anh em thấy rằng là nó rất là mệt. Thì đó là mùi hương của Scandal phiên bản gốc này, và cụ thể cái mùi ngọt đấy nó đến từ mật ong chứ nó không phải đến từ fruity, từ hoa quả như là ở như là sữa như ở cái bản Soul Scandal. Vậy thì với một cái mùi hương mở đầu nó nhẹ nhàng và càng về sau nó càng ngọt của cái phiên bản gốc này thì nó sẽ phù hợp với độ tuổi và cái phong cách như thế nào? Thì mình nghĩ rằng là cái chai nước hoa này nó sẽ phù hợp với những bạn khoảng tầm từ 20, 22 cho đến 26, 27 tuổi, thậm chí có thể là hơn nếu như các bạn chưa có người yêu, chưa có chồng, tóm lại là chưa có người đồng hành của các bạn, mà các bạn thích một cái mùi hương nó có thể gây ấn tượng, đúng thật là nó gây ấn tượng và nó mang một cái vẻ sexy quyến rũ, thì cái phiên bản gốc này, Scandal này nó sẽ làm tốt được điều đó cho các bạn. Các bạn theo đuổi cái phong cách những cái váy xẻ đùi rồi hở ngực, hay là theo cái phong cách kiểu trang điểm hơi đậm một chút, nó sexy, nó quyến rũ và nó cũng rất là cởi mở, thì đây là một mùi hương như vậy. Và em này ấy, có một cái điều nữa là vì nó chỉ hướng tới cái phong cách quyến rũ sexy và gây được ấn tượng, nên là cái độ bám tỏa của nó thì cũng được nhà Jean Paul Gaultier này nó làm cho cái hiệu ứng bám tỏa nó tốt hơn rất nhiều. Khi mà em này trên da mình nó lưu khoảng tầm trên 10 tiếng tầm đấy. Tại vì thực ra thì có thể hơn, tại vì mình có xịt ra áo thì tóm lại nó lưu phải mấy ngày, là mình rất là mệt và mình phải giặt ngay cái áo đi, càng về sau nó càng gắt, càng khó chịu. Và
cái độ tỏa hương của nó thì tầm hơn 2 mét. Nó rất là khủng khiếp, có nghĩa là bạn đi đầu phòng đến cuối phòng thôi, người ta cũng thể, nếu mà một cơn gió phát thôi, người ta có thể ngửi thấy ngay cái mùi này và đang nhận ra ngay em nó. Và cái điều này thì mình đã được chứng minh khi mà mình đã đi khá nhiều những quán rượu hay là những quán bar, thì mình có ngửi thấy là các chị em nào mà ăn mặc nó sexy một chút lên đấy kiểu tìm người yêu hay là thu hút người khác giới thì các bạn rất thích xịt mùi này. Và mình cũng có đi date với vài bạn thì cũng thấy rằng là các bạn ấy rất thích xịt mùi này để có thể gây ấn tượng với những người đối diện. Thì chắc chắn đây là một cái chai nước hoa mà sử dụng vào những cái dịp đi hẹn hò rất là tốt. Vậy thì chúng ta nên lựa chọn phiên bản nào giữa hai phiên bản gốc và phiên bản Soul Scandal mới ra mắt? Thì với mình đây là một cái mùi hương có lẽ chỉ sử dụng phù hợp nhất vào những cái buổi đi date mà các bạn muốn gây ấn tượng như mình vừa nói ở trên. Và đặc biệt là date vào những buổi tối trời mát rời hoặc là mùa đông thì em nó sẽ làm rất tốt, thậm chí là ghi điểm rất cao với cái mùi hương này. Tại vì đây là một cái mùi hương ngọt, ngọt, khá là ngọt, và các bạn hầu như là các bạn nữ sẽ đều thích và các bạn nam đối diện cũng sẽ rất là thích cái mùi hương này ban đầu đó. Còn nếu như các bạn sử dụng cái mùi hương này để đi làm hoặc là đi chơi với bạn bè trong một cái thời gian dài thì em nó thực sự không phải là một cái lựa chọn tốt. Tại vì với cái độ bám tỏa của mùi hương ngọt khá nhiều về sau thì nó sẽ gây khó chịu cho những người xung quanh. Tại vì mình cũng đã làm ở môi trường văn phòng ấy, mình cũng đã đi vào nhiều môi trường văn phòng thì mình thấy rằng là có rất nhiều bạn sử dụng mùi hương này, đặc biệt là đi thang máy mà mình ngửi cái mùi hương này thực sự là rất là nhức đầu nếu như các bạn không căn chỉnh đúng liều lượng xịt đó. Còn với cái phiên bản Soul Scandal thì nó là một cái mùi hương có phần mềm mại hơn, có phần ngửi dễ hơn, nó có phần xu hướng an toàn và trưởng thành hơn cái phiên bản Scandal gốc này đó, nên là việc các bạn sử dụng hàng ngày nó sẽ đa dụng hơn cái phiên bản này. Nên là nếu như vote thì mình sẽ vote em này đi hẹn hò, còn nếu như là các bạn vẫn thích cái vibe của Scandal mà các bạn này muốn xịt được cả ngày thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản Soul Scandal. Và cái điều thứ hai về chai nước hoa này đó là đây là một cái mùi hương quá là hot cho các chị em rồi, nó như kiểu là quốc dân vậy, nó như kiểu là giống như kiểu Aquadizo của các chị, của các anh em, hay là Blue de Chanel, Dior Sauvage, biết các thứ. Thì đây là một chai nước hoa mà gần như là mỗi lần các bạn hỏi đến, hỏi người bán hàng đâu là chai nước hoa sexy quyến rũ thì họ đều vote chai nước hoa này. Thì có một cái điều đó là nếu như quá nhiều người biết thì mùi hương này nó cũng sẽ rất là đụng hàng. Nên là cái việc các bạn lựa chọn làm sao để muốn được gây ấn tượng và để lại một cái gì khó quên cho người ta thì đây chưa chắc đã là một cái lựa chọn tốt. Tại vì nó quá đụng hàng, nghĩa đâu người yêu cũ này hay là bạn bè người ta cũng xịt rồi bảo ui em xịt mùi giống bạn anh thế, chắc chắn là mình cứ nghĩ rằng là không ai muốn có cái cảm giác như vậy cả. Thì đấy là những cái điều mà mình cần lưu ý với các bạn khi các bạn ngửi cái mùi hương, khi các bạn định mua cái mùi hương của Scandal bản gốc này. Và đó là cái cảm nhận cá nhân của mình về cái phiên bản gốc Scandal của nhà Jean Paul Gaultier này. Chắc chắn là nhiều bạn nữ cũng đã từng sử dụng qua rồi đúng không? Các bạn hãy comment về hiệu quả, hiệu năng của em nó khi mà đi date xem là có thịt được anh nào, có lừa được anh nào hay không ở phía dưới nhá. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Bye bye!